mặt tiền đường số 14 giáp quận Tân Phú nha. Nhà đất Bình Tân xin kính chào quý khách. Hiện tại thì bên em đang di chuyển từ cái hướng ngã tư 4 xã chạy xuống chợ Lê Văn Quế. Mình đang di chuyển trên cái tuyến đường Lê Văn Quế. Quý khách thấy được cái lưu lượng xe cộ qua lại rất là đông đúc và tấp nập. Cái tuyến đường này nó là 30m. Hôm nay thì mình tham quan một căn nhà nằm ở mặt tiền của đường số 14. Và con đường số 14 này là nó bắt đầu từ khu vực của đường Lê Văn Quế, đối diện với chợ Lê Văn Quế, và thông ra đường Kinh Nước Đen, đường Lê Thúc Quạch, đường Bình Long của quận Tân Phú. Con đường số 14 với con đường nhựa 12m, có vỉa hè khoảng hai bên là khoảng trên 2m. Và bây giờ thì bên em đang di chuyển vào cái tuyến đường số 14. Quý khách thấy được cái lượng xe, tại vì bên em đang di chuyển và quay cho quý khách xem vào lúc 13 giờ trưa, cho nên là cái lưu lượng xe cộ cũng tương đối là vắng. Hai bên đường thì mình rất là đông dân cư hiện hữu sầm uất, mình buôn bán kinh doanh rất là nhiều mặt hàng. Hôm nay bên em giới thiệu đến quý khách một căn nhà mặt tiền của đường số 14. Với cái diện tích ngang 4 và 14 mét mình đúc một lầu, vị trí kinh doanh đắc địa, với giá chỉ có 6 tỷ còn thương lượng. Sổ hồng riêng đầy đủ hết và ngân hàng hỗ trợ mình vay trên 80% giá trị căn nhà. Căn nhà của mình nằm cách chợ Bình Long 300m. Và mình đi ra đường số 1 ra Bình Long, Văn Cao, Nguyễn Sơn thì trong vòng 300m của quận Tân Phú. Nhà mặt tiền quận Bình Tân, đường nhựa thông từ Bình Tân sang Tân Phú. Nhà giáp với Tân Phú, chỉ cách Tân Phú 300m. Và với giá là 6 tỷ là giá tương đối tốt. Quý khách tham quan căn nhà này vui lòng kết nối với nhà đất Bình Tân, số hotline để trên màn hình. Vì trên cái tuyến đường số 14 này bên em còn có những cái căn mặt tiền, vị trí, diện tích, giá và kết cấu phù hợp theo nhu cầu và tài chính của khách hàng, để mình tham quan và lựa chọn cho mình một căn mặt tiền ưng ý. Từ căn nhà của mình đi ra 4 xã thì 700m, Aon Bình Tân, Aon Tân Phú thì tầm 10 phút đổ lại. Và bên em thì đến cái vị trí căn nhà của mình rồi. Nhà hiện tại đang cho thuê với thu nhập cao ổn định hàng tháng, với giá là 6 tỷ còn thương lượng, diện tích là ngang 4 và 14m, đúc một lầu. Quý khách tham quan căn nhà này vui lòng kết nối với nhà đất Bình Tân, số hotline để trên màn hình để mình tham quan trực tiếp và làm việc với chính chủ nhé. Cảm ơn quý khách, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video kế tiếp.